Xin được kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Bích Nga cùng những người thực hiện chương trình rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chuyện Nghề. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một trung tâm dạy võ cho các em thiếu nhi và cho các bạn trẻ. Và ngay sau đây để biết hai vị khách mời đến với Bích Nga trong chương trình ngày hôm nay họ là ai, mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Xuất thân từ một gia đình bình thường và có bước khởi đầu là một vận động viên taekwondo. Sau kinh nghiệm thi đấu, biểu diễn, anh Nguyễn Tiến Tịnh đã ôm ấp ý định thành lập công ty võ thuật với mục đích tạo ra sân chơi bổ ích cho các bé thiếu nhi, đào tạo võ thuật cho lớp trẻ, đặc biệt là các em ở tuổi mầm non. Từ ý tưởng ban đầu, nhưng mãi đến năm 2011, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thể thao Chấn Hưng mới được thành lập. Dưới sự điều hành của anh Tịnh, thể hiện rõ phương châm, mục đích của việc tập luyện võ thuật không phải để thể hiện sức mạnh, mà điều chúng tôi quan tâm là ảnh hưởng của võ thuật đến suy nghĩ và cách sống của trẻ như thế nào. Đây cũng là định hướng dài lâu mà câu lạc bộ võ thuật Chấn Hưng muốn hướng đến trên bước đường dài định vị thương hiệu của mình. Thành lập dựa trên nền tảng võ thuật taekwondo kết hợp với âm nhạc và yoga. Hơn hết, đây là hướng đi hoàn toàn mới, cũng là lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Chương trình dạy được nghiên cứu từ những người có chuyên môn cao và được biên tập đặc biệt phù hợp với sự phát triển của lứa tuổi thiếu nhi, tạo được sự hứng khởi tập luyện, tăng sức bền của yoga, đồng thời rèn luyện được sức khỏe từ bộ môn taekwondo mà Chấn Hưng mong muốn được mở rộng hơn trong thời gian tới. Trong suốt khóa học, tùy theo độ tuổi mà ban huấn luyện sẽ có chương trình giảng dạy phù hợp với sự phát triển của các em võ sinh. Tại đây, các em còn được huấn luyện, chỉ dạy nhiệt tình, khắc phục những sai sót dù là nhỏ nhất. Sau bao khó khăn thử thách, nhưng nhờ sự kiên trì cố gắng của anh cùng các thành viên trong ban huấn luyện và sự ủng hộ, tin tưởng của các bậc phụ huynh. Đây là một khóa học tuyệt vời. Nó đã hoàn toàn thay đổi bé nhà tôi từ một đứa trẻ rụt rè, nhút nhát và thiếu tự tin. Giờ đây bé đã bản lĩnh, mạnh dạn và suy nghĩ tích cực, đặc biệt là về sức khỏe và tư duy. Tôi thật sự yên tâm và hạnh phúc. Tôi mong rằng mô hình này được nhân rộng để nhiều trẻ em được tiếp cận hơn nữa. Nay những chương trình đào tạo võ thuật của Chấn Hưng đã dần định vị được chỗ đứng riêng, thường xuyên góp mặt tại các chương trình biểu diễn võ thuật và nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Thưa quý vị, ngay sau đây Bích Nga xin được mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với hai vị khách mời trong chương trình của chúng ta. Xin được giới thiệu với quý vị khách mời thứ hai tham gia trong chương trình của chúng ta, đó là một võ sư. Thưa quý vị, xin được giới thiệu với quý vị anh Nguyễn Tiến Tịnh, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thể thao Chấn Hưng. Xin chào chị, xin chào quý vị khán giả. Vâng ạ, xin được kính chào hai vị khách mời. Ngày hôm nay bản thân Bích Nga cũng rất là tò mò về công việc của hai anh đang làm. Tại vì môi trường nữ giới hoặc là người nữ như bọn em thì công việc các anh đang làm khá là xa lạ. Cho nên là hy vọng là sẽ được hiểu hơn về công việc của hai anh đang làm ạ. Dạ, cùng trò chuyện với võ sư Nguyễn Tiến Tịnh ạ. Nói thiệt nha, nếu như mà không giới thiệu anh Tịnh là võ sư thì Bích Nga cũng không nghĩ là anh là một võ sư ạ. Thưa quý vị, là anh Tịnh là tốt nghiệp bên võ thuật đúng không ạ? Thế thì lý do vì sao sau khi tốt nghiệp rồi, trong rất nhiều cái hướng đi thì anh lại chọn là sẽ mở trường dạy võ cho trẻ mầm non ạ? Tôi tâm huyết đối với trẻ mầm non, lý do là các em là nằm trong cái lứa tuổi tuổi vàng, trong lứa tuổi vàng đó. Và khi mà trẻ vận động nó sẽ kích thích và tạo ra cái chất BDNF. Cái chất đó là một chất của protein và nó giúp liên kết cái neuron thần kinh, liên kết với nhau một cách mạnh mẽ. Dạ, chính vì vậy mà nếu mà cho trẻ mầm non học võ thì nó sẽ không chỉ phát triển về thể tức, không chỉ phát triển về thể chất mà còn phát triển về não bộ nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, rất là ý nghĩa với công việc của anh Tịnh đang làm. Còn đối với anh Tịnh thì sao ạ? Một võ sư nè, rồi bây giờ một người thầy nữa, rồi bây giờ còn quản trị điều hành công ty phát triển thể thao Chấn Hưng. Dạ, những cái khó khăn mà hiện tại anh Tịnh đang đối mặt, đang gặp phải và anh phải đương đầu và vượt qua nó là gì? Thời điểm ban đầu là khi vô Sài Gòn thì gần như là không có người thân quen ở trong đây. Và thứ hai là gia đình ở quê thì cũng khó khăn, tại gia đình ở quê là có tới 5 anh chị em cơ. Và gia đình là thuần nông. Gia đình thì ở quê Hải Dương. Hải Dương dạ. Thứ ba nữa là khi mình ra trường thì mình cũng bỡ ngỡ nữa. Cái môi trường nó bỡ ngỡ. Thì đó là những cái thử thách ban đầu. Là bao nhiêu năm trước đây rồi khi mà anh mới thành lập công ty? Cách đây là 7 năm. 7 năm rồi dạ. Rồi anh vượt qua nó như thế nào và có ai lúc đó đồng hành hỗ trợ anh để anh tiến lên hay không? Thời điểm đó thì nói chung ba mẹ là luôn luôn là ủng hộ, không ủng hộ về kinh tế nhưng mà ủng hộ về tinh thần thôi.
Và thời điểm đó thì cái người mà để hỗ trợ mình nhiều nhất đó là cái bạn gái của mình. Bạn gái của mình và hiện tại bây giờ đang là bà xã của mình. À dạ vâng ạ, như vậy là một công đôi việc đó. Là vừa phát triển công việc mà gia đình cũng ổn định, cũng bền vững đúng không ạ? Đúng rồi, dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến cái những cái thuận lợi để mà các anh làm nền tảng phát triển sự nghiệp. Còn đối với trung tâm dạy võ Chấn Hưng thì như thế nào? Anh thấy là anh có những cái nền tảng nào thuận lợi để cho anh phát triển công ty? Cũng nhớ lại về thời ngày xưa thì thời điểm bắt đầu mình thành lập công ty thì cái thuận lợi thì cũng có nhiều thuận lợi. Thế nên là mình cũng đi là vận động viên, trước ngày là vận động viên của đội tuyển biểu diễn của Thương Đô Việt Nam. Và thứ hai là cũng đi được đi tập huấn ở nhiều nước và thi đấu ở nhiều nước. Và thứ ba là khi mình chuẩn bị ra trường thì có làm việc với một trường của Nhật Bản và người ta giáo dục cái phương pháp giáo dục chất của Nhật Bản đó. Thì mình tiếp thu được những cái đó và từ những cái đó mình đúc kết lại thì mình mở cái công ty của mình và cái chương trình đào tạo của mình. Cho đến nay thì lớp dạy võ của thầy Tịnh có những cái điểm nào rất là thu hút các bé đến với thầy ạ? Điểm đặc biệt với công ty mình đó là sự kết hợp, mình kết hợp giữa ba môn võ thuật, âm nhạc và yoga. Tức là ba cái đó nó chung với nhau thành một môn. Tò mò sáng mình bên này vừa học võ, bên này vừa yoga hay là sao? Tức là ba môn đó mình kết hợp với nhau để tạo thành một môn. Anh có đặt tên cho cái trường phái đó của anh không? Mình cũng đặt nhiều tên, như hiện tại mình đang chuẩn bị đăng ký lên cái sở hữu trí tuệ. Dạ, tức là một cái đăng ký cái quyền tác giả. Rất là hấp dẫn ạ. Dạ, như vậy thì bố mẹ nào có con trong độ tuổi mầm non thì chúng ta có thể đến với Chấn Hưng để xem thử là có cái phương pháp nào mới để giúp cho con mình vừa phát triển thể chất mà cũng có một cái môi trường để vui vẻ với các bạn đúng không ạ? Vô cùng tuyệt vời. Vô cùng tuyệt vời. Võ thuật, âm nhạc và yoga thì nó là sự kết hợp giữa vận động thô và cái sự cảm thụ âm nhạc. Theo tiến sĩ Brian Nogan cho biết là khi mà trẻ nghe nhạc thì sẽ kích thích cái nhịp tim và cái khả năng vận động cho trẻ. Mà khi mà trẻ nghe những nhịp điệu âm nhạc ấy, nó sẽ tạo cái hưng phấn và cái sự tự tin cho các em trong quá trình tập luyện. Về võ thuật thì nó giúp chúng ta có sự tận tâm và khi chúng ta chỉ cần nỗ lực thì chúng ta có thể làm được mọi thứ. Và nó giúp ta có một cái tinh thần thượng võ. Yoga nó là nền tảng cho sự hạnh phúc và sự viên mãn. Khi các em tập các bài tập hít thở và thiền định sẽ giúp các em có một cái sức khỏe, cái thể chất và cái còn đối với thầy Tịnh thì như thế nào? Có một bé nào đó có thể nói là lúc đầu nó đến với thầy rất là rụt rè, cơ thể yếu ớt, nhưng mà qua luyện tập ba môn phối hợp cùng với thầy thì bây giờ em đã rất là phát triển. Có một câu chuyện nào thú vị như vậy anh có thể kể cho Bích Nga được không ạ? Mình nhớ lại cái thời điểm đầu tiên mình áp dụng cái phương pháp này thì hầu như là các em, hầu như tới 90% là các em sẽ bỡ ngỡ. Tại khi em du học võ thì em nghĩ là nó sẽ cứng cáp và tập những động tác nó phải khó hay nó đau đớn gì đó. Nhưng bên mình là có một phương pháp đặc biệt, đó là áp dụng giữa võ thuật, âm nhạc và yoga. Nên mà khi du được các em sẽ hòa đồng với nhau đó, từ và vui tươi và tập cùng với âm nhạc. Cũng những tác yoga nhẹ nhàng rồi với âm nhạc nên là các em rất là vui tươi. Nên các em cảm nhận nó rất tự nhiên. Mấy tuổi thì có thể đến được trung tâm của thầy Tịnh? 3 tuổi là các em bắt đầu rồi. 3 tuổi? 3 tuổi đến mấy tuổi là tối đa? 3 tuổi là từ 3 tuổi trở lên là có thể học được. Dạ vâng. Dạ. Như vậy là bây giờ chúng ta có thêm một địa chỉ nữa cho con vào những dịp cuối tuần đúng không ạ? Dạ. Kế hoạch của anh Tịnh trong thời gian sắp tới anh sẽ phát triển trung tâm Chấn Hưng của mình như thế nào? Cái kế hoạch sắp tới thì mình sẽ đưa cái trong quá trình mình đi học về cái từ những chuyên gia hàng đầu thế giới và những giống như tỷ phú trên thế giới đó, thì mình sẽ áp dụng cái NLP, tức là cái lập trình ngôn ngữ tư duy để vào tất cả các khoa học của mình. Thì NLP nó sẽ giúp cho con người, cho các em sẽ tìm thấy cái sức mạnh bên trong của các em và phát huy được đúng cái sức mạnh đó. Và giúp các em biết cách là yêu thương nhau và lòng cảm ơn. Cảm ơn nhau. Và cái cảm ơn đó là cái cảm xúc, cái cảm xúc bậc cao nhất của cảm xúc. Dạ vâng. Nếu như mà chúng ta mà luôn luôn biết cảm ơn cuộc đời, luôn luôn biết cảm ơn các thứ thì cái nó sẽ thúc đẩy cái thành công ta sẽ cao hơn. Dạ, tôi nghĩ tôi đang nghe một thầy giáo dạy văn nói chứ không phải một thầy giáo dạy võ. Dạ vâng. Rõ ràng chúng ta thấy là bây giờ mà mình giáo dục cho thế hệ trẻ mà nó có được cái lòng biết ơn thì chắc chắn là mình sẽ có một cái thế hệ sắp tới nó hoàn hảo và tốt hơn rất là nhiều đúng không thầy? Tại trung tâm hiện nay thì ngoài thầy Tịnh ra thì các thầy cô khác như thế nào?
chắc là không phải chỉ một mình thầy Tịnh dạy. Dạ, đúng rồi. Dạ, rất nhiều ạ, tại vì mình là tổ chức của công ty nên là nhân viên mình cũng tương đối ạ. Dạ vâng. Anh Tịnh có nhiều ạ. Của thầy Tịnh thì bên Nga thấy anh có một vài cái điểm rất là thú vị ạ. Thay vì các bạn vận động viên khác, sau khi mà các bạn giả từ sự nghiệp thi đấu á, thì cái câu chuyện còn lại hầu như là mặt trái, và xã hội cũng đang rất là quan tâm làm sao có nhiều cái nơi để cho các bạn vận động viên hoặc là những cái thầy dạy võ như anh có một cái đất để mình dụng võ, chính xác là như vậy. Thì anh sẽ nói với các bạn mà bây giờ cũng có thể là sẽ theo cái nghiệp vận động viên nè, hoặc là những bạn trẻ đang đi học nghề võ, làm sao để các bạn yêu cái nghề và theo đuổi cái nghề, hoặc cao hơn nữa là có thể lan truyền được tình yêu giống như là anh đang làm cho các bạn trỏ, cho các bạn nhỏ mầm non ạ. Nếu để tôi cho tôi một lời khuyên với các bạn trẻ thì các bạn trẻ, tất cả mọi chúng ta đều sinh ra và đều có thể trở thành nhân tài. Và khoa cũng đã nghiên cứu rằng cái năng khiếu nó chỉ chiếm tới 1% cái thành công thôi, còn còn về cái khả năng tự lực bản thân ấy, nó sẽ chiếm tới 99%. Nên nếu chúng ta thực sự tin tưởng, trước tiên là chúng ta phải tìm cái niềm đam mê của mình đã, xác định cái niềm đam mê và tin tưởng nó thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Dạ vâng. Bên Nga được biết là ngoài những khóa học về võ thuật thì anh Tịnh đang ấp ủ một cái dự định, đó là sẽ mở những cái khóa về phát triển tư duy ạ. Anh có thể nói rõ hơn về ý định này của mình. Thời gian tới thì mình sẽ mở những lớp học về kiểm soát cảm xúc này, tạo động lực và mà cách xây dựng đội nhóm. Và bây giờ mình cũng đang làm việc và kết hợp với một số cái trung tâm lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Và sắp tới có thể là mình cũng là tự mở cái những lớp học như vậy. Cảm ơn anh Tịnh rất là nhiều và cũng xin được cảm ơn anh Phong ạ. Một cuộc trò chuyện thật sự rất là thú vị đối với chương trình Chuyện Nghề ngày hôm nay.